Vô luôn, vô luôn bà ơi. Ê, mê, đi lên. Tôi chỉnh lại cái âm thanh của tôi cái đã. Họ làm việc nha, đây. Tiếp lót. Ta cứ gọi là nha. Phá kẻ phá hủy Granny à. Ừ đúng đúng đúng. Chúng ta là phá hủy game Granny nha. Không biết ông bả có xuống không nha. Ông bả có xuống không? Bả có xuống nha. Thường là thường mới phút đầu rồi, hơi ghê ghê mọi người. Má hết hồn. Má ơi. Đầu tiên vờ cờ lờ đấy mà. Giảm thành xuống cái ơi. Má đầu tiên vờ lờ luôn. Chết mẹ không? Ông bả tới rồi. Nhìn qua khe nhỏ của cửa. Nhìn qua khe nhỏ của cửa. Nhìn được không mà nhìn. Nhìn đâu trời. Hello. Hello. Có ai không? Má tôi sợ con nhỏ Spenderina quá mọi người ơi. Má ơi. Nó hù ghê quá mọi người. Chết. Biết đi. Má con nhỏ là tôi hết hồn đấy. Ừ mình hello Kun. Hello Kun nha. Đây mình ba căn đấy. Má mở cửa có cần phải ồn nào gì không? Rồi ôi. Tạo tiếng động đi nhữ ông bả. Ok. Giờ sẽ đi trốn bằng tàu lửa mọi người. Má thì có dùm scare cái chắc chết quá. Chỗ hello. Bộ ông bả đâu? À bà ngoại kia. Ngoại ơi. Trời ơi yêu ngoại quá. Một thang máy à. Cũng hợp lý đấy. Tôi gì tôi học ngu thầy về giải hiểu ok quá tuyệt. Phải đi lùi rồi. À ha. Cái cơ đấy. Không có điện mọi người. Đéo có điện. Không có điện rồi. Vậy chắc gì. Vậy vậy chắc bung chỉ quần của anh Kiên. Ừ. Lý là dí chạy xúc quần luôn ấy. Vậy là chỉ có đi đường chính thôi. Chết mẹ rồi. Nói chung là còn nhiều bước để làm đó nha, tôi quên rồi. Lâu quá tôi không chơi, tôi quên hướng đi rồi. Má tí con nhỏ Splendorina nó úp sọt cái đau tim luôn ấy. Alo. Hello. Hello, ông già đâu rồi? Ông già đâu? Ông già đâu? Rồi chết mẹ rồi. Không có ông già đâu. Không có ông già đâu, không có ông già đâu. Rồi. Một khúc gỗ đã được à.
con gấu này. Ôi trời ơi, ôi rồi có con gấu thuận lợi nha. Tí nữa mình ném con gấu kia vô là sẽ tiêu diệt cái con nhỏ Slenderina mãi mãi luôn nha. Giờ điều tôi cần làm là phải bật cái cái điều tôi cần làm bây giờ phải bật được cái thanh máy nha. Trời má, má thiệt luôn á. Má bà già ghê quá. Hai ông bả vô luôn kìa. Trời má hai ông bả vô luôn. Hello Thảo nha. Hello Thảo. Bỏ búp bê rồi, rồi khổ tâm ghê. Má đi, phải ỉa cái răng gấu cái cho ta sợ nữa. Xong chưa? Quốc Bình Kỳ. Ơi ngon thế. Quốc Bình Kỳ là ngon rồi. Rồi. Thơm phức bực bực luôn. Rang cảnh chơi à, nữa thêm ông nội nữa. Chú gọi là chú gây rối trật tự hơi nhiều rồi nha. Ừ. Chơi normal nha. Ừ. À nhờ nhử bà ra đi, đúng rồi, nhử bà Randy ra đã. Tại sao mình không nhử bà ra nha? Nay em vô hơi trễ, anh kia chết lần nào chưa? À chưa em ơi. Trình độ anh là má ơi hết hồn. Ê, số ý kiến nè, hay là mình tắt con nhỏ trên đường Yana đi. Mấy con nhỏ hù ghê chứ. Đau cả tim luôn. À nó ra kìa. Thiệt luôn, tôi muốn tắt nó ghê á. Chơi mà đau tim vãi đái luôn. Rồi tới công chuyện. Tới công chuyện với anh nha. Trời ơi. Ừ. Làm gì được. Làm cái gì được nha. Lẫm súng một viên đạn à. Một viên với tôi là quá nhiều rồi. Viên là quá nhiều. Giấu súng đi, giấu súng đi. Mình chơi bắn cái nỏ cho nó hấp dẫn nha. Mình mà chơi chơi bắn nỏ cho hấp dẫn. Rồi ok, bây giờ mình tìm đồ thôi. Hai ông bà ấy rồi. Rồi. Không có gì hết. It doesn't work. Thiếu đồ quá mà làm sao đủ. Tí nữa hai ông bà từ này ông nhảy ra nè. Đứa còn chết dữ nữa. Rồi đi lượm đạn lên đi. Cái đạn tôi bắn con kia. Hello. Sao? Trên lầu nó ngó lên trần nhà có đồ của anh Kiên. À, có hai cái bình đúng không? Rồi. Đúng mẹ rồi. Quang, nó xử con này trước đã. Hello. Chết chưa? Ngon. Đừng rớt nhé, tôi quăng chỗ nào cho nó dễ làm việc coi. Set key à. Set key có chỗ này thôi. Rồi. Ok. Set key ném đây nha. Rồi xong. Rồi đi vô đây nữa. Giờ đi lấy cái nỏ mọi người, lấy cái nỏ. Lấy cái nỏ. Không biết hai ông bả vô chưa nha. Không biết hai ông bả dậy chưa. Nó ngồi chứ nguy hiểm lắm. Đó thấy không. Tôi lên được không? Em lên được à? Em lên được à? Không lên được hả? Ủa? Tôi lên được không? Sao lên được?
Ôi giời, không lên được đâu. Không lên được à, lêu lêu. Không lên được à, lêu lêu. Lêu lêu. Ôi không lên được kìa. Tội nghiệp. Già rồi không có lên lầu nổi. Lêu lêu, ôi. Ấy. Má tí về bà già mới vô, bà đập đầu cho phát ăn cứt luôn. Rồi anh lưu lưu hoài lát mấy lát nữa là nó bem cho đấy nhé. Thôi ơi, hình như phải xuống cho đàng hoàng. Cái này xuống đàng hoàng là ấy á, chết lắm. Này nè, bỏ con gấu vô đây nè mọi người, bỏ con gấu vô đây là an toàn rồi. Má tôi sợ con tí con nhỏ kia nó hù quá vậy luôn á. Sở với con Slenderina mọi người, má con nó hù ác ác luôn. Đây bắn rồi, ôi rớt ở đó ngay đó là chết rồi. Má tí con mẹ lên đi vô này, giờ làm sao để phục hồi mấy cái nguồn điện đây. Giờ đi xuống mọi người, chết mẹ lỗi game à. Rồi đi, đừng có hù nha, tôi sợ con nhỏ Serena lắm á. Nó con nó hù đau tim thiệt chứ, hồi nãy nó phồ đâu cái sợ con Serena thôi. Quay qua lúc nãy ha, không có súng kìa, lêu lêu rồi là còn tay không thôi nhá, chú còn tay không thôi, mang được nhau rồi, lấy lượm cho đầy đủ vô rồi. Có game nào hình như tìm sách lên nhà xe nữa, có nhưng mà thôi cái game đó không có trên PC nha, nó trên điện thoại thôi. Ừ, trên điện thoại thôi em. À, nói chung là cũng được nhưng mà thôi. Ý, nè con nhỏ khốn nạn thiệt chứ. Đừng hù nhá. Trời, thiếu dây điện nữa, giỡn hoài. Nãy biết đùa ghê luôn á. Ê, cái liên quan tàu lửa kìa. Bây giờ phải đi, giờ phải đi kiểm tra hết cái tòa nhà luôn. Đó, ông ngoại kìa. Không sao, ông ngoại của tôi không phải là mối nguy mọi người ạ. Cái mối nguy lớn nhất của tôi chính là bà ngoại nha. Rồi ôi. Cho ngoại, ngoại ra chưa? Mẹ ơi. À, ham bả luôn kìa. Trời ơi, điếc rồi, không thấy tôi rồi mà. Hello, mẹ ơi. Chia buồn với cùng ngoại nha. Bắn luôn, rồi hit shot nha. Cái đó gọi là hit shot. Hit shot. Rồi, đi lượm đá cái lên lên nhà cho mọi người. Khoan, trước khi lo vụ đó đi vòng vòng trong nhà có chìa khóa gì không? Tôi nghi ngờ lắm á. Kiểm tra hết. Thôi cái này lấy rồi không lấy nữa.
Má tí nữa nó hù nữa nhảy tưng tưng luôn à. À, Padlocky. Được. Padlocky, Padlocky. Cảm ơn Wendy nha. Rồi xếp kia. Ok. Nói chung là đi kiểm tra một vòng coi có gì cần tìm không. Kiểm tra cho kỹ nha mọi người. Mút xa gà chết nha. Rồi nói chung là tình hình là ở đây có cái Padlocky nè. Có cái Padlocky. Giờ đi kiếm đá trước nè. Lấy mấy cái bình nữa. Ủa khoan, không có cái thanh gỗ ta. Ừ không có thanh gỗ à. Chung là canh ngay đầu bắn mấy bả thôi nha. Xong chưa nhỉ? Bả ra chưa? Bả ra chưa? Hello. Trời ơi. Ủa hết đá lụm à. Tôi đang kiếm đá lụm mọi người. Đó ông ra kìa. Giờ kiếm đá để lên bắn cái bình này. Đá đâu rồi? Đây đây, đây có đá nè. Ghê. Nói chung là hành trình thoát bằng xe lửa sẽ khá gian nan mọi người nhé. Hành trình đi bằng xe lửa thì gian nan lắm đấy. Nhạc này còn gây cứng hồi hộp. Đúng rồi. Sao không thấy cục đá nào nhỉ? Tầm 3 cục thôi. 2 cục để bắn ông bả. Còn cục lại để bắn cái bình kia xuống. Miếng gỗ à? Không. Đấy bà ngoại kìa. Thấy chưa? Rồi. Xỉu luôn. 1 phút 30 giây. Tí bị dí nè anh. Ừ đúng rồi, tí nữa là trời má con nhỏ này. Má con nhỏ Slendrina kinh khủng rồi chứ. Không nhận luôn á. Biết ngoại có dòng này không nữa. Má tí ICU là anh cứt nè. Má tí ICU là anh cứt nè. Còn chỗ nào nữa ta. Ủa khoan mọi người, còn đường này lên không? À có, bên kia. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi dồi ôi. Ông ngoại ơi là ông ngoại. Con bận lấy đồ bắn đá rồi, con không có dặn, không có rảnh chơi với ông ngoại đâu nha. Làm sao? Ồ, không lên được kìa, liếm liếm. Làm sao được tôi? Ơi kìa, liếm ngoại nha. Lấy xuống bắn ông chơi. À, ông không làm gì được tôi à. Rồi ra đây cầm xuống bắn ông để cho bỏ tức à. Hello, hello anh nha. Trời ơi, giờ này ông mới chịu đi chứ mọi người. Giờ nhà ngoại leo nóc được rồi anh. Chưa leo được nha, bà chưa có trình đâu. Già rồi, sao có sức lực như mình. Làm sao có thể được. Rồi chết mẹ bà già tới kìa. Lên.
Anh clip lâu chưa? Cũng nửa tiếng nha. Mình dạ lên không? Sao lên được? Đâu lên được? Rồi biết mà. Dễ gì mà lên được. Có lên không? Ô, không lên được. Thấy không? Bắt đầu lên được. Không lên được nha mọi người. Ê! Má ơi, tôi tìm cách phục hồi nguồn điện sớm thôi. Này ghê quá. Còn cái bình nữa ở đâu nhỉ? Nhưng mà nhớ còn cái bình nữa. Cái bình nó nằm đâu nhỉ? Còn cái bình ở trên đó mọi người. Gì? Thằng cháu có hiếu ấy nó bán hai ông bả cái kết à. Đi lấy ra bị bắn ông bả cái kết cây cú nha. Ừ. Cái bình để bắn nó nằm đâu nhỉ? Tôi cũng thấy cái bình để bắn mọi người. Thôi chết mẹ, tôi mở lên đó. Tôi cũng thấy cái bình để mình bắn ra. Quên. Giờ không biết cái bình kia đâu nhỉ? Tại vì hai bình là nằm dưới đúng không? An toàn. Đây. Đây rồi. Tốt nha, rất tốt. Giờ đi xuống thôi mọi người. Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Giờ đi xuống thôi. Coi như cái nỏ xong như việc của nó rồi đó. Rồi giờ phải đi kiếm còn phải đi xuống cái chỗ ấy nữa. Còn ý là giờ còn phải đi xuống chỗ ga tàu mọi người. Nhiều khi có đồ mình cần tiệm dưới nữa. Má đường dài quá. Giờ phải lo kiếm gần đây trước đã. Giờ lượm đá đi. Ừ, lượm đá đi mọi người. Đi lượm đá bắn mã đi. Rồi xuống. Được thù nha bà nhỏ ơi. Sợ quá. Sợ nhất con nhỏ Serena nó jumpscare mọi người. Rồi bà già tới giờ đó, bà già giờ đó, bà nhà đó. Ngay mà. Rồi vô kia. Khoan để tôi xác định coi. Để xác định cái mọi người. Bây giờ tôi cần đi đường nào trước nè. Bây giờ là bắn hai ông bả xong rồi phải đi mở cái khóa trong cái hầm xong đi bưng hai bình nước, đi bưng hai bình nước nữa. Ừ, đi bưng hai bình nước nữa mọi người. Nói vụ bưng bình nước là tôi mệt rồi đấy. Vô luôn bà ơi. Ê mê đi lên. À mẹ nó, con nhỏ xin ra đi na kìa.
đéo chết thì bà già cũng chết chuyện nhỏ. Nhỏ nó hù ghê chứ. Mẹ chết mất dạy vậy. Thấy không? Chưa gì trơn chết nữa rồi. Được rồi, ôi. Làm ăn cứt chứ. Ồ. Rồi đi lượm đồ đi phục thù coi. Tôi phải phục thù mọi người ạ. Mẹ làm mất mạng oan uổng ghê á. Mất mạng oan uổng ghê á. Mày qua mày đây làm. Mày láo léo này. Rồi còn ông già nữa. Rồi ông già đâu? Ông già đâu nhỉ? Giờ đi sợ con nhỏ sẽ bị nè. Thằng cháu nghiện Free Fire, lấy nó bắn theo bà ngoại. Đâu cái đó là cục đá mà. Đéo biết ông bà ngoại ở đâu luôn á, tôi sợ quá. Mặc dù ổng điếc thiệt mà lơ là cái là chết. Trời trời trời, có súng à. Giỡn mày cha. Trời ơi, ông chơi súng với tôi luôn kìa. Ghê quá, giấu súng đi, giấu súng đi. Nè, giấu súng đâu đây? Rồi nha. Giờ việc của tôi là sẽ đi làm mấy cái, lấy mấy cái bình này nè, bỏ vô đây nha. Rồi đi ra nhanh. Bà đập đầu chết. Không biết tôi liều mọi người, tôi chơi vậy hơi bị liều nha. Tôi chơi thế là liều ấy. Rồi. Trời ơi bởi thấy không? Cái Tứ Thanh nói là nó linh lắm mọi người ạ. Ừ. Rồi nhanh. Qua đây bà ơi. Ngoại ơi qua đây nè. Trời ơi. Nghe. Hiếu tình được luôn. Qua xưa bà ơi. À ngoại kìa. Ê ngoại ơi. À ngoại đi bên kia luôn à. Ông ngoại đường kia luôn. Rồi. Ngoại đâu, ngoại đâu. Ngoại ơi. Rồi vô luôn nha. Bập ngay đầu cái bon. Bập ngay đây. Trời má, cái nghiệp tới nhanh quá. Rồi. Rồi ôi. Gõ đầu cái bon thì cô. Ủa khoan chết. Tôi còn tìm nhiều thứ lắm mọi người. Còn phải tìm cái thanh gỗ nữa. Không có dễ dàng xong gì được. Chết chết chết. Thôi cứ xong cái nào làm trước nha. Ủa đâu rồi? Đâu rồi? Hồi nãy mới thấy rớt ở đâu đây mẹ. Giỡn hoài cha. Thấy mày rớt đâu?
Ơ kìa, rớt đâu vậy? Cái bình đâu rồi? Bình ơi, mày rớt đâu rồi? À đây đây đây, có. Good job, good job. Bây giờ mà quăng cái bình thôi là cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chi đấy. Rồi giờ kiếm bả bắn tiếp nha, giờ kiếm bả bắn tiếp. Đâu không, ngoài đâu, bà đâu? Trời má con nhỏ ghê thiệt. Ê đi kiếm thanh gỗ đi. Thanh gỗ, không có thanh gỗ không bắt qua bên kia được. Thanh gỗ không bắt qua kia được. Anh ở lại quay tốt tốt với nó. Cái gì vậy em? Mày hả bưởi? 1 phút 30 giây. Ây chết 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 chết. Dồi dồi, bắn hụt là chết. Sao bắn hụt được? Bắn thấy một hụt nè. Bắn thấy một hụt à. Ôi ôi ôi, thấy bắn không trượt nữa. Rồi thôi, bỏ xuống xuống. Chết nẻo lụm súng rồi. Trời ơi, trời ơi, lụm súng rồi. Ôi má ơi, đạn đâu có bắn vậy? Chết cha rồi, cầm súng đủ dí được rồi. Trời ơi, má ơi, bây giờ nỏ với súng ai hơn? Giờ nỏ súng ai hơn? À, ở đây có hòm bi kìa. Mày hả bưởi? Lường với anh nè. Lường với anh nè. Dục mẹ xuống sông luôn, dục. Đấy. Trời má, sao thơ lên lại rồi? Đùa. Đéo tin một trò đùa không thể nào chấp nhận được nha. Đây là một trò đùa không chấp nhận được. Khó chịu quá à. Cái gì vậy trời? Trời ơi, nữa miết luôn á. Còn biết là tôi tim tôi nó muốn rớt xuống đất luôn mọi người. Rồi má, nãy sao bắn trượt được hay vậy? Nếu tôi canh canh ngay ngược cổng mà xong sao không trúng mọi người? Không hack game à? À tôi biết cái à không có. Sao bà chuyển hướng bà con vậy? Bà đi bên kia đi chứ. Trời ơi, má hoảng loạn ghê luôn á. Hoảng loạn ghê luôn á. Rồi giờ lấy cái bình đi, đi chăm nước tôi vô kêu gắn cái chạy ra liền nhá. Cũng hơi cực đấy nhưng mà làm trước đi. Được cái nào xong đi trước. Xong thì chúng ta sẽ đi xuống với chúng ta sẽ đi xuống với hầm để coi có gì không nha mọi người. Tôi nghĩ dưới hầm có cái để lấy đấy. Ôi rồi, đây có gì? Rồi má, bỏ đồng xu rồi má ơi. Kiếm đồ cậy nữa. Có thể bỏ cái...
Ê không được, không được, rồi chưa đi được rồi. Rồi cầm cái nỏ theo, cầm cái nỏ theo bắn bể kiến đi vô nha. Hello Tèo. Rồi đi. Rồi giờ đi kiếm cầm cái này xuống mắng bể rồi thôi, đúng không? Và manh mối là còn bên đó thôi chứ còn đâu chưa. Nói chung là hơi lằng nhằng nha mọi người, chơi rất lằng nhằng luôn á. Xui chính cái map khó chịu này nữa. Cảm ơn Tèo nha. Sao ná nè nè ná mà nói là ừ cái ná ơi ừ cái ná đấy ừ đúng rồi cái đồ bắn đá đấy nhầm tí anh em làm căng thẳng rồi tiếp. Rồi xuống chưa ông bảo xuống chưa, làm bộ luôn cho nó full nha. Rồi vô bà ơi, luôn luôn cho đủ bộ nè, đủ bộ nè xỉu. Trời ơi ngoại đâu, ngoại đâu cho đủ bộ luôn ông ơi. Má ơi mày hả bưởi, bắn bể chim mày luôn. Rồi tiếp, giờ còn xuống đây bắn bể, bắn bể cái cho có đường rồi đi vô coi. Hey đủ zoom in and zoom out ngon ngon được đấy. Giờ đi ra bắn ông bả cái nữa mọi người. Bây giờ tôi bắn hai ổng cái nữa cho nó yên tâm nha. Tôi sẽ bắn vài lần cho nó yên tâm. Trời ơi, non nha. Tôi biết nước đi của mẹ rồi. Giờ chúng mình sẽ lửa thôi chứ sao giờ. Ừ. Rồi, ai nhắn tin tôi lại xíu không? À không có. Ơi. Phải thế chứ. Phải thế chứ mọi người. Chung là lằng nhằng đấy nha. Nói chung mấy này tôi hơi căng thẳng lên trên mấy game này thôi nha. Để đầu óc khỏe khoắn rồi chơi game khác. Rồi coi gì nữa không, hết à. Trời ơi còn đồ lụm chứ. Đây rồi vô đi ông ơi. Dạ ơi sao ông xuống trước nhỉ. Hả? Bà già đâu? Chết rồi. Không nhập bà già là chết. Ôi! Má ơi. Hết hồn rồi, bắn luôn rồi. 2 ngày ra mau bệnh muốn xỉu. Không, nói chung mấy ngày nay công việc mà làm nhiều mệt rồi xong. Vanny's gone một phút rồi đấy. Hình như chỗ kia có cái không được. Ok cũng ngon nha ông bà ơi, bà cũng ngon nha. Để đi xuống kiếm chút đồ đây.
Rồi. Ủa Thanh còn đó không? Nãy Thanh nhắn là sao giờ yên ngắn rồi. Trời ơi. Cái này để phiêu này để. Giờ tươi quá trời việc cái làm luôn. À, dây điện. Từ từ lấy này chứ. Cửa sử còn nhỏ Slenderina trước ra. Cái con nhỏ này con nhỏ khó chịu nhất trong game đấy. Xử lý được nó là mọi việc sẽ được gọi là áp lực được giảm bớt. Come on, come on, come on. Rồi, trời ơi. Sao nữa, thiếu nữa. Rồi, có điện rồi. Có điện rồi, có điện rồi, có điện rồi. Rồi, lên thôi. Hello, hello. Rồi đây 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 ông bà ơi. Cháu cầm đồ chơi của ông bà nè, ông bà ơi. Ông bà đâu? Hello. Sắp ra video mới ha. Ừ, nào ra tát vô nha anh coi nha. Ông bà không ở đây à? Tiếc quá cháu thôi ông bà qua đây rồi. Rồi bye bye nha. Biến mẹ giùm tao nha. Mày quấy rối tao hơi nhiều rồi đấy. Xếp ký. Ngon 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 ngon. Cái xếp ký giờ ha. Cái xếp ký giờ ngon rồi đấy. Bà bị sao vậy anh? Không, anh mới cho tan biến linh hồn Serena đấy nha. Rồi xếp ký. Ở đây có đạn không? Đẩy xuống. Giờ ra lấy cái nỏ bắn tiếp nha. Chết mẹ, chắc bạn nghe đó. Tôi nghi ngờ bạn nghe đó. Tôi nghi ngờ bạn nghe tiếng tôi với mọi người. Từ giờ là yên tâm nhé, bây giờ không còn con Serena đâu, đừng sợ nữa nha. Từ giờ tôi thoải mái tung hoành ngang dọc rồi. Giờ hai ông bả không còn là mối nguy của tôi nữa. Nhưng mà để tôi nghiên cứu chế độ khó coi. Anh thích ai thích nhà gì em ra nhà đó à? Nhà đi cũng được em ơi. Anh thích cái bài nhạc mà mang chủng á, không anh? Cái bài mang chủng á. Ừ. Nói chứ nghe bài Trung Quốc anh chỉ tính ra anh chỉ hiện bài đó thôi. Rồi. Rồi ok nha. Ủa khoan, định đi đâu làm gì đâu quên cha rồi. Để nhớ coi. Nghiêm điện rồi à, đi cậy tiếp mọi người ạ. Còn đi cậy nữa. Ừ cuốn lắm luôn á. Hồi xưa tôi nghe bài đó hơi nhiều á mọi người. Hồi đó có cái clip mà xu hướng ông bố trai đen á mọi người biết cái clip đó không? Thế tôi biết bài từ clip đó mọi người. Rồi xong. Già như ngất luôn nha. Coi cái ông bố trai đen á, xong rồi có nghe cái bài đó. Khoan tự tôi nhớ làm gì này tôi quên nữa. Đầu óc nó cứ quay quần.
rồi. Nãy giờ chưa tìm được khúc gỗ nha. Interesting work à. Ừ, chưa tìm được gỗ. Ở đâu vậy? Đây 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 đây. Đây. Ở ngoài còn có gì để cậy đâu. À, bên lầu bên đâu? Bên lầu cậy mọi người. À, còn selfie nữa quên. Trời ơi, ẩu quá. Dùng selfie để lên mở kết sắt mọi người ạ. Selfie để mở kết sắt. Vô 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 vô. Ừ. Phát ngay đầu cái bon luôn. Trời ơi má, đau rồi đó. Kìa kìa kìa. Ơ trời ơi. Có bà quằn quại rồi mọi người. Mà đau rất quằn quại à. Hút bà cái, Chết cha, chồng mới tới kìa. Ừ. Rồi. Rồi. Lên lên nóc nhà là bắt con gà mọi người ơi. Đâu rồi? Đây. Chenki. Chỉ có xe lửa hợp lý nha. Rất hợp lý luôn. Còn thiếu nhiều lắm mọi người, còn thiếu rất nhiều luôn ấy. Giờ không biết còn cái nào chưa đi không nữa nè. Ủa thanh gỗ đâu ta? À không, chắc phải bắn ông bả cái quá. Tôi phải bắn hai ông bả cái xong rồi tôi đi một lèo vô trong đó. Kiếm đồ mọi người. Rồi. Ra em làm cái à. Ok. Rồi. Vô luôn bà ơi. Hello bà. Một phát ngay mặt nha. Phát ngay mặt. Nếu nói nhiều. Ngay mặt luôn. Giờ để mình đi ra kiểm tra cái hoặc ở trên chưa kiếm tìm kiểm tra cho đầy đủ à. Không có ngờ ấy à. Rồi coi đây có miếng gì ở đây để bắt qua không? Không có miếng gì bắt qua. Hello. Hello. Thôi đi lẹ, đi lẹ mà không tí ông bả xuống á. Có con nít trái dừa qua đi. Xu đúng ý tôi rồi, mọi người. Đồng xu chính là mấu chốt nha. Đồng xu là mấu chốt của cái sự việc. Tôi sẽ dùng đồng xu để đi xuống với ga xe lửa.
Rồi tôi cũng gần hiểu rồi cách chơi rồi đó. Trước mắt thì xong chế độ này nha. Rồi cái gì mai tính tiếp. Thì bữa nay tôi khá là stress với công việc đấy mọi người, nên chơi running nhẹ nhẹ một phát ngay mặt. Ủa khoan, đi lấy cái hồn bi ra đâu nhỉ? Hồn bi đâu rồi trời, hết hồn bi rồi. Hồn bi còn bắn nữa chứ, ông già không ra bây giờ. Chết là chơi Randy ư? Không, biết nói sao cho hiểu nè. Trời má ơi, giờ chưa kiếm được cái hồn bi nữa. Nói chung là chơi game giải trí đúng không? Mà ý là cái game này mà đỡ phải suy nghĩ ấy, hiểu không mọi người? Game này có suy nghĩ mẹ gì đâu, hiểu không? Ý tôi là vậy đấy. Mấy game này kiếm đồ có đâu suy nghĩ. Rồi lấy hầm su liền làm lẹ đi không lấy á. Không tí nữa bà tỉnh dậy là khó đi lắm đó nha. Đi lẹ nè, bà tỉnh dậy là khó đi lắm đó. Rồi nhanh gấp rút. Ok, có tiết kẹt rồi mọi người. Đây rồi. Trời ơi, gây tiếng động rồi, bả xuống chắc luôn. Này già xuống chắc luôn á mọi người. Trời ơi, còn cái chuông này nữa. Mày điên à. Chết mẹ. Rồi tấm dáng kìa. Fuck you. Ừ. Trời ơi, bà đi qua đi mọi người. Tính ra chắc đủ thời gian mới tỉnh dậy rồi đó. Tuyệt nói đừng để bị chết nha. Bất cứ giá nào cũng được chết. Do you want to play hide and seek? Tới rồi. Qua luôn bà ơi. Chờ bà đi qua cái. Trời ơi, tôi đủ bãi rồi. Đó, xuống chưa? Đó xuống nè. Rồi đi ngay nha. Rồi liền luôn. Do you want to play hide and seek? Rồi ok ra rồi đó. An toàn nha mọi người. Tôi đã an toàn thoát ra rồi.
Rồi đâu nữa? Hello. Rồi. Lấy đạn vừa vô nhé. Xuống tắm xong ra, thôi thôi thôi, xuống tẩy không mà. Chen khi nè. Rồi để đi kiếm cái hồng mi chứ. Thiếu gì đá đi chơi rồi. À đây. Tốt nha. Rất tốt. Ba viên. Đấy. Hiểu chưa? Hợp lý nha. Bà xuống bà ơi. Bà già đâu xuống đi. Không già nữa. Nó hai ông bảy lẹ lắm thấy không? Rồi ông đi đi đường nào mà sao gặp được hay vậy? Chết chưa? Chặt đầu bả, chém đầu bả, mọi người chém đầu bả cho lên. Tôi kéo đầu bả xuống rồi. Rồi ông già đâu? Ông già đâu? Ông già nữa. Má chứ đi mà gặp ông già chết luôn á. Nhà gác trên lầu chắc luôn á, chứ ở đâu nữa. Không già không ra sao mà đi được trời. À kia 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 kia, đây rồi đây rồi. Mày đây rồi. Ok. Rồi xong. Đi. Nhanh nha, nhanh nha, ngay đường bả lên á. Ngay đường bả xuống á, đi nhanh lên. Có gì không? Bánh xe à? Thôi cũng cần cái rồi xuống như một cơn gió rồi nè, lướt lướt như một cơn gió luôn nha. Rồi ở đây đi. Chờ ông bà, chờ bà xuống cái bắn ba cái nè. Tôi nghĩ là mình tìm gần đủ đồ đó mọi người. Ráng thêm chút nữa. Thì rồi từ từ ông già chưa chưa ấy. Rồi tự nhiên tôi nhẫn cái. Coi đủ bộ quấn luôn. Dạ ơi. Xong xỉu luôn nha, 30 giây như một trò đùa ấy. Rồi đâu rồi, cái trà lõi âm thanh rồi, âm thanh rồi, xíu xíu mọi người thư âm thanh rồi. Chắn là ông ngoại đâu đó quanh đây thôi. Rồi như đây chắc đủ thời gian cho bà tỉnh rồi quá mọi người ơi. Như đây chắc đủ thời gian cho bà tỉnh rồi quá à. Vậy
Thôi đi liền nha, đi ngay luôn không suy nghĩ. Trước khi con mẹ tỉnh dậy tôi phải làm ngay nè. Rồi có gì thấy không? Ai gạt cân đúng cách tôi cần rồi. Làm luôn mọi người, làm luôn mọi người, chơi chuyên nghiệp vô nha. Mang chủng ra lò rồi nha mọi người. Ok tốt, chút vô coi nha. Cảm ơn Wendy, thank you Wendy nha. Khoan bây giờ tôi cần làm gì nữa? À còn còn 2 món tôi cần lấy nữa mọi người. Rồi xế vụ bả cái. Tầm này chắc bả xuống rồi đó. Xuống chưa nhỉ? Rồi, hợp lý rồi. Hồi đi lên. Hồi hộp nha. Ông già chứ, ông già chắc sẽ chết luôn á. Ok, ổn. Ổn rồi mọi người. Thôi. Nha, nhanh nha. Mày phải nhanh nha mọi người. Hình như giống như bà Randy phải bị như trúng đòn là ông già muốn đi theo luôn sao á. Xuống chưa, ra chưa? À ra rồi. Bà ơi, bà ơi, ăn kẹo nè nhá, ăn kẹo gạch đi. Rồi chờ ông già ra nữa. Bả rồi bị vậy là ông già ra liền. Ông già ra phát đi. Chờ chí. À thấy không, biết ngay mà. Đấy, có nhau này. Sống chết có nhau nha. Một phút đúng không? Cái này là cái cần gạt cái gì ta? Tự nhiên chơi hồi chưa hình dung được. Được, có một phút để giải quyết nha. Một phút 30 giây. Cái này để người gắn vô đâu ta? Rồi còn cái chìa khóa chen pin nữa là được. Vâng, hợp lý rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi, hợp lý rồi. Đấy, ủa khoan, mở có cần mở cửa ấy không trời? Cần mở cửa ấy không? Ê, có cần mở cửa xe lửa không vậy? Cái cửa còn đóng mà. Chà, đéo biết luôn. Lỡ khởi động mà nó không có ra được là mất một mạng ấy.
biết chưa? Chưa xuống nè. Nó là già và không nhận mới chậm đấy. Rồi nha. Chờ đi qua mọi người. Sao mà không xuống được, bà nghe tiếng rồi mẹ. Rồi. Nhanh luôn. Come on, come on, come on. Coi chờ cậu ông già nha. Đi. Chết con mẹ nó chết. Thôi. Không sao, không sao, không sao. Không sao. Không sao, chúng ta còn 2 ngày mà, không sao. Bây giờ tôi nói rồi, mấy ông bà đi nhanh lắm. Rồi nhanh. Chạy liền nhá, là lấy cái ná liền, ông bà xuống liền á. Thôi sao thôi lên. Gần rồi em ơi, gần tới đích rồi nha. Rồi vô đây luôn. Luôn ơi. Rồi xong, ông già tới liền đấy. Chờ xíu đi. Thì quên chào ông già cầm súng đó nha. Rồi bắn. Xong. Nào gòn coi thử coi có cần mở cửa xe lửa không trời. Nhớ phải mở cửa chứ đúng không? Chứ thấy mở cửa mà. I need to close it off first. Close the door. Có được không? Có được không? Có đi đâu vậy? Ôi, hay quá. Thoát rồi, bừng. Quá hay luôn. Rồi thôi, để mai chơi tiếp nha mọi người. Nếu mà ngày mai thuận lợi sẽ chơi chế độ khó nha. Trải nghiệm thử coi hay cỡ nào nha. Ok, game này như đây thôi nha. Vì game này tôi hôm nay tôi khá xì chết nên tôi chơi được như đấy thời gian thôi nha. Hôm nào mà thoải mái đó tôi sẽ chơi lâu hơn nha. Ok, thank you nha. Mai đừng siêu thoát, sẽ lên ở đi nè, cho vui cũng rồi. Phải siêu thoát mới có chìa khóa chứ em. Đúng không? Phải siêu thoát mới có chìa khóa chứ. Ui dồi ôi. Ok, bye full nha, mọi người ngủ ngon nha mọi người.